Những xương cánh gióng tích dày
Quý phong rạng rỡ đến nay còn truyền. Theo truyền thuyết, Phù Đồng là nơi sinh ra Thánh Gióng, mẹ Gióng được Đức Chân Thần ở vườn cà mà sinh ra. Thời Hùng Vương thứ 6, rạng ân sầm lực nước ta, Gióng lên ba, khóc nói, bắt người, đưa mẹ đòi sĩ giả vào, xin nhà vua sắm cho ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt, vua hù cho người ban đến. Sau 7 năm cơm, 3 năm cả, cố một hơi nước cạn cả, khúc sông, dòng vươn vai cao lớn khắc thường, mặc giáp sắt, cầm roi sắt, lên ngựa sắt phu lửa, sông bảo quân rằng, trận chiến đấu ác liệt, roi sắt gãy. Gióng nhổ cả bụi tre bàn hà, đánh giặc, giặc tan, gióng cưỡi ngựa lên núi Sóc Sơn, cái bỏ mẹ, rồi bay về trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.